Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ giữa chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Tiền ơi, 10.000. Cảm ơn. Anh hai. Ừ? Tên gì sớm quá vậy? Sớm gì nữa em, chứ chợt là 10 giờ rồi đó. Anh hai. Hả? Vậy anh hai vô nấu cho em ăn thôi. Trời ơi Mẫn, gái lứa lớn rồi muốn ăn gì tự vô nấu ăn. Hở chút anh hai, hở chút anh hai. Mệt quá à. Thì giờ em có anh hai thì em kêu anh hai nấu cho em ăn. Anh hai, vô nấu gì cho em ăn ơi. Nó thích anh nấu thì anh nấu cho nó ăn. Thôi thôi, anh hai còn phải phụ chị bán cà phê với lại tiếp khách nữa. Ăn gì vô chị hai nấu nè. Thôi, chị nấu dở lắm, em ăn đâu. Anh hai nấu ăn ngon rồi. Anh hai. Mẫn. Gì? Trời ơi, con gái con lứa lớn rồi, ăn nói phải lựa lời chứ. Tự nhiên la lên chị hai nấu ăn dở của khách, người ta nhìn người ta cười sao? Ủa thì chị nấu ăn dở, em nói chị nấu ăn dở. Chứ phải chị nấu ăn ngon mà em nói chị nấu ăn dở đâu, chị hai cười quá. Mày, em không được phép nói điều đó. Em nghĩ sao mà trước bàn dân thiên hạ em nói tất cả mọi người biết là chị hai em nấu ăn dở vậy hả? Em làm... Ê, ông mình phải nói đủ rồi nha. Tôi không có mượn anh cái miệng của ông nha. Không phải, anh cảnh cáo nó, dám bôi bác em. Đó, anh hai nha. Một cũng sợ chị hai, hai cũng sợ chị hai. Anh hai, đúng là đồ sợ vợ. Ai nói em vậy? Ai nói em anh sợ vợ? Anh là không bao giờ sợ vợ. Anh hai có vợ nói lại lần nữa coi. Anh không sợ vợ. Anh nói cho em biết nha. Anh hai của em á không phải là người đàn ông sợ vợ. Ồ. Mận ăn lẹ cô quán nha, anh đi chợ á. Nay đâu hả? Đi chợ chứ đi đâu. Trời ơi, mấy cái chuyện đi chợ đâu phải là chuyện của anh hai làm. Chuyện này là để cho nhà bà phụ nữ người ta làm. Đâu có, anh ngày nào cũng đi chợ nấu cơm hết trơn á. Trời đất ơi. Nè nè nè, anh hai nói với em á là anh hai không có sợ vợ. Mà những hành động này của anh hai là chứng tỏ một điều là anh hai là người đàn ông sợ vợ. Anh hai rủ với em nè, đúng không? Anh nói cho Mận nghe, anh không phải là người sợ vợ. Chẳng qua là anh thương vợ, anh nể vợ thôi. Chứ làm gì đâu sợ vợ. Anh hai nghe em hỏi nè. Anh biết tại làm sao mà má sợ ba không? Không. Đơn giản một điều là tại vì ba mình lúc nào cũng ăn to nói lớn. Ba mình như là một con cọp thật là hùng dũng vậy đó. Còn anh hai á thì như con mèo vậy đó. Mà mèo á thì ai cũng có thể đánh được anh hai hết trơn á. Nên bây giờ anh hãy nghe em nói nè. Anh hai phải như một con cọp thì chị hai mới không ăn hiếp anh hai được nữa. Bây giờ anh phải như một con cọp. Đúng rồi. Thì chị hai không dám ăn hiếp anh nữa hả? Thì đúng rồi. Được không? Được, bất quá thì bị chị hai đánh thôi à. Không sao đâu, đúng không? Hùng dũng lên, như con cọp lên. Anh hai hãy chứng tỏ cho em thấy anh hai không sợ vợ. Mộng Thân, giờ anh em đi chợ, đừng có nói nhiều chuyện nữa. Cái gì? Yeah. Đi xa. Chuyện đi chợ nấu cơm là chuyện của con, không phải chuyện của tôi. Nghe rõ chưa? Ông mới nói cái gì? Có ngon lặp lại một lần coi. Chuyện đi chợ nấu cơm
là chuyện của cô, không phải là chuyện của tôi, nghe rõ chưa? Yeah. Ông giỏi lắm. Ông không đi chợ chứ gì? Tôi đi. Tôi đi chợ. Anh hai của em bây giờ đã trở lại một con cọp thật là hung dũng. Cuộc đời anh hai sẽ bước sang một trang mới. Anh hai, vô sai cà phê kìa. Hết cà phê ba cho khách rồi. Nói khách đợi xíu đi. Anh đang bận công chuyện không thấy hả? Trời, anh hai làm gì vậy? Tái chế. Trời ơi, mấy cái đồ cũ này hả? Ai nói em này đồ cũ? Đồ cổ của anh á. Ông còn xài được rồi thấy không? Trời ơi, mấy cái đồ tào lao gì đâu mà hư hết trơn rồi. Thôi vô tranh thủ làm cho em. Mỗi món đồ có giá trị của nó, hiểu chưa? Cái lo này. Alo, 1 2 3 4. Alo. Không có vui. Anh ạ. Alo, 1 2 3 4. Alo. Alo con khỉ. Trời đất ơi, tối ngày cứ đi tha ba cái đồ phế liệu này về hoài à. Nhà hết chỗ chứa kìa, đem rác về hoài vậy không? Ai nói em này rác? To những đồ quý giá không? Cái quạt này cách đây 40 năm nè. Cái lo này 39 năm nè. Riêng cái đồng hồ này từ thời Alexander Đại Đế tới giờ. Rồi bây giờ có đi vô lo pha cà phê cho khách không? Ngồi ở đó sửa sổ hoài. Không thấy tôi đang làm việc sao? Đi vô pha đi. Được rồi, anh không pha thì em sẽ vô em pha nha. Bình thường. Yeah. Thôi mà khách đông quá, vô em phụ chị hai cái nha. Ngồi em đó. Nhiệm vụ của em bây giờ là chỉ ngồi chơi sơ nước thôi. Ngồi đây đi. Anh sẽ chỉ cho em biết những cái món đồ cổ phân biệt như thế nào. Đây, cái đồng hồ từ Caesar Đại Đế. Em nhìn nè. Đó, cái nét chữ vuông, hiểu chưa? Cái quạt này giá trị ở chỗ là cái cánh nó bằng sắt, cho nên cái trọng lượng nó rất nặng. Còn ngày hôm nay người ta chế tạo cái quạt bằng chất liệu plastic, nó rất là nhẹ, chỉ cầm một ngón tay có thể dỡ cái quạt lên. Còn cái quạt này mình dùng trọng lực cũng không thể nào dỡ nổi. Hôm nay ở đây nói đem vô em phụ chị hai nha. Ngồi xuống nghe anh giải thích. Nó rất là chất lượng. Anh cầm khiên thử cái coi. Nó nào thiệt. Làm sao mà khiên nổi. Cái quạt này chất lượng ở chỗ đó. Em biết không, nếu mà em còn ở đây một thời gian, anh sẽ đào tạo em trở thành chuyên gia đồ cổ. Anh ơi, cho em đi trà đá. Thôi khách kêu trà đá kìa. Gãi khách. Còn cái lo này. Trời đất ơi. Cái lo này tuy em nhìn nó nhỏ như vậy. Khách kêu trà đá anh ơi. Đừng quan tâm tới khách. Ôi trời. Nhưng mà công suất của nó là 80 kW. Chị hai ơi, khách kêu trà đá chị hai ơi. Ngày nay em thấy những người bán kẹo kéo á, cái lo người ta bự vậy chứ công suất chỉ có 18 thôi, còn này tới 80 kW. Không được. Hả? Khách kêu trà đá thì xong vô phụ em. Trà đá chị ơi. Chị em đi trà đá. Em lo cho khách đi để anh nói chuyện. Trời ơi, khách ở trong kia quá trời. Đứng dậy phụ em tay đi, nhanh lên. Làm cái gì vậy Thiên Sa? Anh đang nói chuyện với em gái của anh mà em phiền quá à. Trời ơi, đi vô phụ em thấy đứa khách ở trong đó. Trời ơi. Em làm cái gì vậy Thiên Sa? Em có biết là em vừa làm rớt một món đồ mạnh quý giá nhất trên đời này không? Em đâu có cố ý đâu, em lỡ đi ngang rồi. Thôi, đụng chị... chúng mà. Đúng rồi. Im, để em giải trị em. Thiên Sa, anh nói cho em biết nha. Em có thể đánh anh, em có thể đập anh, nhưng cái món đồ của anh em không được quyền đụng tới. Em đụng tới nó là anh sống chết với em luôn, em biết không Thiên Sa? Này, đổi chiến thuật đi. Không đổi. Để anh dạy chị của em. Đụng lên. Chị hai đâu cố ý đâu. Trời ơi. Nặng quá sao mà lụm nổi. Đó, thấy chưa? Em thấy cái giá trị của nó chưa? Em nỡ lòng nào mà mẹ em lâm ngã cái quạt mà anh quý giá nhất. Anh nói cho biết nha, lần này em tha thứ cho em. Em mà còn đụng tới nó một lần nữa hả, em biết tay anh đó nha Thiên Sa. Thôi nha, tôi đâu có cố ý đâu. Làm cái gì mà chỗ
cô dám đạp lần nữa không? Tôi đạp cô dạy ra coi. Cô dạy ra coi cái gì vậy? Mộng Thần. Hả? Ông dám đẩy tôi hả? Dám thật không? Đánh cô luôn á. Ông nói lại lần nữa coi. Cô mà đụng tới cái quạt tôi đánh cô luôn á. Ông ngon ông đánh tôi đi. Mộng Thần. Tôi không nhìn ông nữa đâu. Tôi nói cho ông biết nha, hôm bữa giờ là tôi nhịn ông, tại vì tôi giữ thể diện cho ông trước mặt em gái của ông. Càng ngày ông càng quá đáng hả? Được rồi, bữa nay tôi sẽ cho ông biết thế nào là đánh vợ, thế nào là ăn hiếp vợ. Hai. Em đi về quê nha. Sao ở chơi vài bữa về sớm vậy? Thôi, ở lại thế này bị quýnh, sót lắm. Em ở lại đi. Coi anh trừng trị chị hai em nè. Em á, là em thấy anh hai á, bị quýnh á, là đúng á. Sao đúng? Trời ơi, tệ, anh hai quá đáng với chị hai lắm á nha. Em mà em có chồng như anh hai là em còn quýnh còn giả mang còn ghê gớm hơn nữa đó. Trời ơi thôi mày nói vậy mày về dưới sớm thì tao mới đi. Thôi em đi về nha. Anh hai ở lại bảo chồng nha. Nhớ phụ chị hai bán quán á nghe không? Mà khoan. Dạ. Về dưới đừng nói bà má biết anh này bị quýnh nha. Đâu, em đâu cần nói đâu. Cái giọng họ ai cũng biết anh hai sợ vợ mà. Trời ơi nhục quá. Trời nhục ơi là nhục. Thôi nhục gì nhục, thì vợ nay sợ chứ không phải sợ vợ hàng xóm đâu mà nhục. Hen, ở đây bảo trọng nha, em về á. Mận. Dạ. Ai chở em ra bến xe? Thôi khỏi còn lo cho em, ra ngoài bắt xe ôm nè, rồi về được à. Vậy nha. Đi đường cẩn thận nha. Nhớ phụ chị hai bán quán đó. Ủa chị hai. Để chị hai chở ra bến xe. Nè, trở vô. Đưa cái giỏ đây. Yeah. Nè Mận. Cái này chị hai cho em đó. Chị hai cho em. Ừ, cầm đi. Em cảm ơn chị hai. Còn cái này á là của anh hai gửi cho ba với má. Lên xe lẹ đi, trễ giờ. Cảm ơn chị hai. Ông Thường, ở nhà coi quán nha. Anh nhớ rồi. Em đi anh ơi. Ôi, vợ mình thật là đáng yêu. Mình sợ là đúng rồi. Bởi vì mơ tôi là nhất trên đời. Ngon nè, ngon không? Ngon. Không nhận hai đứa mình lãng mạn quá. Chứ sao được, cái đứa nít nó cũng lãng mạn vậy. Nhiều khi nó còn lãng mạn hơn mình nữa đó. Lãng mạn hơn sao? Tôi biết. Tôi biết đâu. Đi hỏi thì nói đi, rồi về nói cho nghe. Nhắm mắt lại. Thôi nha. Đừng nhắm mắt rồi làm chuyện bậy bạ nữa nha. Khùng quá à. Nhắm mắt lại đi, tặng cho này nè. Nói rồi đó nha, đừng có làm gì người ta. Chưa, không có chơi hí hí nha. Đâu. Tặng cho cái này nè. Tặng cái gì? Tan 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 tan, tặng hoa chép. Trời ơi, thích quá. Ý chưa thích quá. Anh tặng cái hoa này cho em đó hả? Đúng rồi. Thiệt không? Thiệt á. Thiệt hả? Ừ, nè, thích quá không? Làm gì hả? Quấn cái làm gì? Học ở đâu ra cái cách đánh thấy ghét vậy? Đánh thì đánh lại đi. Như vậy sao đánh không khí không vậy? Quấn thiệt, đau làm sao?
Ý, sợ anh đau hả? Vậy là thích lắm đúng không? Thích cái gì? Người ta tặng bông cho người yêu, người ta bông hồng hay người ta bông bông lan, bông lít, ai đi tặng bông nhãn thọ? Bộ tôi chết rồi đó hay sao ạ? Bộ trù tôi chết hả? Trời ơi, em không biết gì hết trơn à. Ý của anh á là anh tặng bông nhãn thọ cho em để em được sống thọ. Anh mong người yêu của anh sẽ sống đến 130 tuổi, sống dai như là đĩa. Em là con đĩa. Anh là con hạt. Em là đĩa theo chân hạt. Em thích không? Em thích lắm. Em thích lắm. Em thích cái này em ơi. Em thích vô cùng. Cái này mới hợp nè. Cái gì đó? Cái gì đó? Cái gì đó? Trời ơi, ông chích đó, trời ơi. Trời ơi, ông chích đó. Làm gì sợ? Bao trời kem ma túy nó chích vô một cái là mình bị lây đó rồi. Làm gì đó? Định làm gì? Mà im đấy, đi làm gì vậy? Đừng có chọc nó. Nè, nói cho biết nha. Rất ghét những cái thanh niên như cậu đó ha, sức dài da rộng, không mà đi lo làm ăn bày đặt. Ăn cướp hả? Rồi bây giờ lấy cái này để hù dọa ông bà già, không dám đâu nha. Đừng có sợ đâu. Đừng có chọc nó. Ngồi yên đi. Đuổi đi thôi. Tôi bây giờ rất ghét thanh niên như vậy. Có thanh niên gì? Như vậy là hen. Móc hen. Móc ra đi. Móc nó ăn cướp đó. Có cái gì có trong gì đâu mà móc. Thì có cái gì ở trong người, móc ra đưa nó đi. Móc ra hết đưa nó đi. Đưa nó. Đưa nè, cho nó. Nè, ông sợ quá, ông kêu móc gì nó cho rồi, cho nó cho chị dầu. Đó chị dầu đi. Về sức, sức cho nó tỉnh táo con người nha. Dính mà hả? Cái gì? Trời đất ơi, cái dầu mới mua đó. Trời ơi, mới tôi đâu có kêu bà đưa dầu cho nó. Nó sức nó còn nóng thêm nữa đó bà nội ơi. Trời ơi, móc cái khác đi. Không có cái gì móc cái gì nữa vậy. Móc cái khác là cái gì? Tiền. Móc cầu không? Có nhiêu tiền móc ra. Cái hẹn hò là ông á, ông bao tôi. Tôi cần tiền tôi để làm gì cha? Trời ơi, tôi đâu có đem tiền. Tôi tưởng bà bao tôi. Trời ơi. Không có tiền. Đừng có mà đi ăn cướp gì. Thanh niên như vậy là hèn hả? Cái loại thanh niên như cậu ha, không lo làm ăn ha, không kiếm tiền nuôi thân ha, mà là ăn cướp hả? Như vậy cái gì vậy? Bắt gì? Bắt gì phải sợ? Nè, tôi không sợ đâu. Không bao giờ tôi đưa tiền cho cậu. Đồ cái thứ thanh niên hèn. Bây giờ có đưa tiền không? Không đó. Đưa đi. Đưa thì đừng có trách nhá. Trời. Làm cái gì vậy? Hả? Làm cái gì? Để ăn cướp người ta hả? 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 Ôi, ông phải ăn cướp, ăn cướp, ăn cướp, ăn cướp, ăn cướp. Rồi, 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 bỏ chạy, nó bỏ chạy rồi. Trời ơi, hay quá, trời ơi, người ở đâu mà em gái quá mạnh mẽ. Em gái. Em đây. Bình sinh là anh rất ghét cái loại này. Đúng. Ăn ở không lười biếng ha, không dạ có đúng. Chịu làm ăn đàng hoàng để mà kiếm sống. Dạ đúng. Tối ngày ha đi cắn lột cướp bóc của người ta để mà sống. Đúng quá, đúng quá. Thân dài dai rộng làm biếng này là không có chịu được, không có chứa được. Phải trừng trị tới nơi tới chốn. Ôi cái kim đó, cái kim quăng đi, quăng đi. Nó chỉ là một cái ống chích nhựa thôi, không có cái kim này, coi đi. Đâu có đâu. Trời ơi, vậy mà nãy giờ em sợ lắm. Em giả bộ vậy thôi cho nó sợ, chứ thật sự trong lòng em sợ lắm luôn á. Đó, nó chỉ hù mình thôi để mình sợ mình đưa tiền cho nó. Thấy chưa? Làm gì sợ dữ vậy? Dạ cũng chính vì vậy mà anh rất ngưỡng mộ em. Quá ngưỡng mộ. Anh thán phục em. Em là một người phụ nữ dũng cảm, anh hùng. Trời đất ơi, gì vậy? Ai sợ? Hồi nãy giờ là tôi giỡn cho vui thôi. Mắc kỳ lắm. Mắc kỳ cái gì? Tôi thấy cái ống chích nó không có cây kim từ lâu rồi. Nhưng mà muốn giỡn cho em vui thôi. Anh làm vậy là là cho em vui. Tôi từ sao thấy ông sợ thiệt mà. Không, tôi giả bộ sợ. Giả bộ hả? Cái cha mộng thường này, nói đi đón ba mà sao giờ này chưa về tới nữa ta. Bực bội ghê luôn. Alo, ông đi đón bà ở đâu mà giờ này chưa về nữa? Nhà xe nói là thả bà gần công viên nhà mình á. Đi đâu, đi lâu dữ vậy? Trời dễ thương quá à. Anh mời chơi, mời chơi. Ai? Gì vậy? Vậy, đứng lên.
mà ông biết tại tôi á. Xin lỗi. Xin lỗi em gái nha. Dạ. À, quý danh của em gái là gì? Có thể cho anh biết được. Dạ thì được chứ. Tên tộc em là Trần Thị Đông Trang. Bởi nhà ai của em là Bé Tư. Bé Tư. Dạ. Thích cái là Bé Tư. Dạ. Anh là 8. Vậy là anh bự gấp đôi em vậy. Tự nhiên cái thứ không à. Bự gấp đôi là sao? Ủa 8 mà gấp đôi Tư đúng rồi. Mệt quá. Lợn. Nghe nè. Em là phụ nữ dũng cảm. Anh gan dạ. Ủa ba đi đâu mà cũng kiếm quá trời vậy? Mẫu thương. Ba con hả? À, ba mẹ? Ba vợ con. À. Ba đi đâu cũng đi vòng công viên không thấy ba. Gọi điện thoại ba cũng không bắt máy luôn. Trời ơi, đi có cái gì đâu. Ba đi ngang qua đây để gặp bạn gái của ba. Ba ngồi xuống nói chuyện thôi. Vậy gì đâu. Nè, ăn nói đàng hoàng. Già lớn tuổi gì bạn gái. Mới quen mà bạn gái cái gì? Ủa? Mới quen hay quen lâu thì cũng là bạn. Thì mà bạn của mình là con gái thì mình gọi là bạn gái. Không lẽ gọi là bạn trai. Mệt. Ủa? Quá. Ba quen hai bác này luôn hả? Quen không? Ba có quen. Đúng rồi, ông đó ba không quen. Ba quen bạn gái ba thôi. Con nói ba nghe, lần sau ba lên á, có gì ba phải gọi cho con liền, con đi đón. Vòng vòng công viên này á, còn là nghiện ngập không, nguy hiểm lắm. Trời ơi, có cái gì đâu mà sợ. Trời ơi, ba mới vừa coi như là quất một thằng xì ke chạy xì khói luôn. Sống bột luôn á, sống bột luôn á. Bác Tư thấy ba ông giỏi không? Hay lắm. Ba có võ mà. Đẹp trai, phong độ. Chứ đâu phải như ai kia đâu. Ai đâu? Ai? Gì mày? Đẹp trai phong độ mà vô duyên muốn cua bạn gái của người ta. Ê, đi về ba ơi. Ai bạn gái ông nào? Ai bạn gái ông nào? Không biết đâu. Tôi tự nhiên tự nhận à. Tôi muốn người bạn nào mà hèn như vậy. Tư. Dạ. See you again. See you again. Trời ơi, cái tiếng see you again nhẹ nhàng. Thôi đi về ba ơi. Vợ con bỏ ba rồi. Là hẹn gặp lại đó Tư. Hẹn gặp lại hả? Vậy nha. 8 và 4 cộng lại là 12 luôn á. Về nha. Không phải là bạn. Đúng là cha nào con ấy thì dễ ghét không. Tư. Tặng Tư. Tặng tôi hả? Hả? Trả nè. Đem về thờ đi. Tư, 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 cho vô cái Tư. Cho vô đi Tư. Tư, Tư, Tư. Mở cửa ra Tư đóng cửa chi vậy Tư? Tư, về. Mặt xấu quá. Đi về. Bà kêu ông về kèo mặt xấu quá đi về kìa. Ông ơi mặt xấu á bà Tư, Tư, Tư. Tư, cái mặt xấu tôi mặt. Tư ơi, Tư nói ai, Tư nói thẳng. Tư, mở cửa đi Tư. Đồng thấy chưa? Tư ơi. Sao lúc nào cũng có mặt ông á vậy? Hả? Ông có biết từ lúc ông xuất hiện ở đây ông như kỳ đà cắn mũi không? Hả? Ai kỳ đà cắn mũi ai? Ông mới là kỳ đà cắn mũi đó. Nè ông lớn tiếng với tôi à, tôi không có nhịn ông đâu nghe. Bây trời giờ sao? Ông định làm gì tôi vậy? Hả? Ông bây giờ ông dám thách đấu với tôi không? Ông định quýnh lộn với tôi hả? Ôi tôi sợ lắm, tôi sợ. Tôi sợ ông chết quá. Trời ơi, người con khúc vào đầu dám thách đấu với người khổng lồ á. Ông bị điên hả? Tôi nói thách đấu chứ tôi không nói là đánh lộn. Không, đâu sao? Tôi không có thích dùng bạo lực. Không thích dùng bạo lực, tôi thích dùng trí tuệ. Trời ơi, dùng trí tệ hả? Ờ. Trời ơi, cỡ ông chắc chỉ có chữ tệ làm chỉ có chữ trí. À, khinh địch hả, khinh địch hả? Vậy bây giờ ông dám không? Sao không dám? Dám quyết đấu với tôi không? Sao không dám? Nghe chơi đi. Chơi à? Đứa nào thua phải đưa mặt cho chúng sanh đánh ba cái. Rồi. Hi. Đập đáng cái kéo à, tao đập đáng cái kéo à. À, đưa cái bản mặt ra đây. Đưa bản mặt ra cho tao đánh. Đưa sợ gì? Nè, qua đi. Xí xí xí. Để tôi thập xuống chúng cho quanh trúng mặt. Đưa mặt ra. Hãy dừng tay lại. Hãy dừng tay lại. Trời ơi, không được dùng bạo lực. Nhà có trẻ em. Về, về, về. Em gái, em gái. Từ. Không sao hết. Anh là đàn ông rất bản lĩnh. Đã hứa là phải làm quân tử nhất ngôn. Qua đi. Được, vậy thì vô. Đưa mặt ra đây. Để thắp xuống chúng cho quanh trúng. Trời ơi, cái gì vậy? Hắn gì vậy? Đã mất phương hướng. Trời đất ơi. Hắn bị giọng ba cái. Trời đất ơi. Có sao không? Trời ơi, vừa thôi. Anh gì đâu vừa. Tắm sao không tắm? Trời ơi, lỗ mũi có hít. Lỗ mũi có hít. Trời ơi, sao tôi lỗ mũi? Thích thật, thích thật. Cái gì thích? Trời ơi, ông bạo lực như vậy không có được. Bạo lực cái gì? Có sức chơi là phải có sức chịu. Thôi, mình chơi đã rồi. Thôi mình đi về đây. Không biết coi sợ. Ê. Đứng lại. Chơi kỳ cha nội. Cha nội chơi ăn xong cha nội bỏ chạy lại sao? Ờ đúng rồi. Phải lại chơi tiếp chứ. Không, tôi không thích chơi nữa. Sao vậy? Ăn bánh thì phải trả tiền. Trả
đi người ta đi. Trời đất ơi, vô duyên không? Phải chơi nữa. Đúng. Muốn giỡn mặt nha. Đúng. À, mới bị có ba cái chưa sợ phải không? Muốn chơi thì chơi. Được. Chơi tiếp. Chơi tiếp luôn. Hiệp 2. Đúng hả? Bắt đầu. Chơi. Ăn quen làm hoài. Đừng tưởng là búa nữa hả? Cho cái bao tôi cũng khỏi thở luôn. Đứng im để tôi quên ông ba cái nghe chưa? Không có nhúc nhích cái nha. Ma cái. Ê, ê, trời trời, ai bỏ chạy? Chơi gì kỳ chứ nội? Trời, ăn quỵt bên trời coi nè. Trời, chạy xịt khói luôn, tụi đến thì ghét dễ sợ. Trời, khói mù mịt luôn. Y luôn đến vậy đó. Rồi. Lần đầu tiên tôi thấy một thằng cha mà chạy nhanh đến mức độ như vậy đó. Rồi dép té cái đùng, đó lăn mấy vòng luôn. Đáng đời. À, có đau không? Trời ơi, nhìn không đau mới lạ. Thôi được rồi. Vào đây. Đau quá. Vào đây, em chà, em chùi huyết cho. Huyết trào từ lỗ mũi. Lỗ mũi có huyết. Đi đây. Nhanh. Nhanh vô. Đỡ. Trời ơi, tội quá đi vô. Khổ quá. Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Còn tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con. Nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Tôi sẽ cảm ơn.